Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến kênh Điện Gia Dụng Nhật Bản của Thanh Quá. Mình tên là Thanh Quá, năm nay 38 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha, đa số nha. Có hàng xuất Nhật nữa, quý khách nào có nhu cầu thì kết bạn với mua gì đó, nhắn gửi mình sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu quý khách ha. Và hiện giờ mình đang test một cái em máy sấy tóc ha. Em này ngoại hình cũng không được đẹp lắm nha, giá 80.000 nhưng mà được cái là zin nha quý khách, bảo đảm bao zin nha, máy móc zin hết, xài ok, dây nhỏ không đứt không nói nha, cái nào đứt nói mình nói ha, ok, xài tốt, 1200W ha. Đây giờ mình sẽ test cho quý khách xem ha. Dây này nó cong. Rồi. Giờ mình xài ha, đang một cái máy nè. Hiện giờ cái máy đo nhiệt độ mình là tầm hiện giờ là 28 độ ha. À, cái con nhiệt độ nó đo này ha, nằm đây ha. Thì mình sẽ cho nó chạy. Đây giờ mình bật ha, nào, đặt nó có nhiều cái nắp ha. Đó. Cái này là nắp đầu tiên là nó mát ha. Nó thổi gió thôi ha, mà chẳng hạn như này nè ha. Đó, nó thổi gió rồi ha. Đó, nó thổi gió ha, nó không mát ha nè. Nhiệt độ này ha, nó cũng 28 độ ha. Không chín lên chút xíu à. Nắp là một cái á, đó. Là nhiệt độ này sẽ tăng lên nè ha, nhưng mà tăng vừa vừa ha, nóng dữ ta, ha. Nhiệt độ lên ha, đâu mình đem ra, ha, nó giảm từ từ ha, rồi giờ chứng tỏ là cái máy nó thổi nhiệt tốt ha, rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube chợ tốt cho mình ha, qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá mong muốn là 80.000 nha. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.